Ngày 28 tháng 1 năm 2020, theo thông tin từ Bệnh viện Chợ Giấy thành phố Hồ Chí Minh cho biết về tình hình hai cha con người Trung Quốc bị nhiễm virus corona đầu tiên được phát hiện tại thành phố Hồ Chí Minh, thì người con 28 tuổi đã hết sốt, ăn uống sinh hoạt đi lại bình thường. Đặc biệt, theo kết quả xét nghiệm lần 3 tại Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh xác định, bệnh nhân này đã âm tính với virus corona. Còn người cha 66 tuổi cũng hết sốt, chức năng gan thận đã trở lại bình thường, tuy nhiên bệnh nhân này vẫn còn dương tính với virus corona. Trước đó, như truyền hình Báo Thanh Niên đã đưa tin, một người đàn ông 66 tuổi từ thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc đến Hà Nội cùng vợ. Ông này ở Hà Nội sau đó di chuyển vào Nha Trang. Từ Nha Trang, ông cùng vợ và con trai đi tàu lửa vào thành phố Hồ Chí Minh, rồi sau đó đi taxi đến Long An. Vào ngày 17 tháng 1 năm 2020, người cha bị sốt có tự mua thuốc uống nhưng không khỏi. Đến ngày 20 tháng 1, người con trai cũng bị sốt có tự mua thuốc uống nhưng cũng không khỏi. Đến ngày 22 tháng 1, cả hai người tới bệnh viện huyện Bình Chánh khám bệnh thì được tư vấn tới bệnh viện Chợ Giấy thành phố Hồ Chí Minh. Cả hai cha con được đưa đi thực hiện các xét nghiệm tại bệnh viện Chợ Giấy thì có kết quả dương tính với virus corona. Đây cũng là hai ca đầu tiên tại Việt Nam dương tính với virus corona. Cả hai người này đều được đưa vào phòng cách ly tuyệt đối, đồng thời lập danh sách người tiếp xúc để theo dõi, kiểm soát vì virus corona có thể lây từ người sang người.